Ánh sáng trong bóng tối phản bội. Bạn, người được chọn, có bao giờ cảm thấy mình lạc lõng giữa thế giới đầy rẫy những bon chen và dối trá? Liệu bạn có tìm kiếm sự bình yên trong im lặng của sự cô độc? Nhưng hãy nhớ rằng, bạn không hề đơn độc. Dù bóng tối có bao trùm, ánh sáng của bạn vẫn luôn tỏa sáng. Hành trình của bạn là một hành trình của sự cởi mở và tổn thương. Bạn dũng cảm mở lòng mình, chia sẻ yêu thương và tin tưởng vào người khác. Đó chính là vẻ đẹp và sức mạnh của bạn, nhưng cũng là điều khiến bạn dễ bị tổn thương. Có những người, dù từ một nơi đau đớn hay hiểu lầm, lại lợi dụng sự chân thành của bạn. Nhưng hãy nhớ rằng, sự phản bội không phải là lỗi của bạn. Nó chỉ chứng tỏ rằng ánh sáng của bạn quá rực rỡ, đến nỗi bóng tối phải tìm cách làm lu mờ nó. Đừng để sự phản bội làm bạn mất đi niềm tin vào bản thân và vào tình yêu thương. Hãy tiếp tục tỏa sáng, bởi vì thế giới cần ánh sáng của bạn. Sự phản bội, hệ quả của đố kỵ và ghen tị. Lý do đầu tiên khiến sự phản bội thường đi theo bước chân của những người được chọn nằm sâu trong những sợi dây đen tối của sự đố kỵ và ghen tị. Bên trong bạn, có một ánh sáng rực rỡ của những tài năng độc đáo, khả năng phục hồi phi thường và sự kết nối sâu sắc với cõi tâm linh, một ánh sáng thu hút người khác về phía bạn, như mặt trăng thu hút thủy triều. Tuy nhiên, chính ánh sáng này, dù khiến bạn trở thành ngọn hải đăng của hy vọng và nguồn cảm hứng, cũng có thể nghịch lý trở thành nguồn gốc của sự cô độc của bạn vì nó khuấy động những cảm xúc kém cao quý hơn ở những người xung quanh bạn. Sự đố kỵ, một tên trộm thầm lặng trong đêm, len lỏi vào trái tim của những người chứng kiến hành trình của bạn từ xa. Họ nhìn thấy những đỉnh cao mà bạn đã đạt được, sự bình yên nội tâm mà bạn đã vun đắp và những lời khen ngợi tự nhiên hướng về sự chân thực và chăm chỉ của bạn. Tuy nhiên, thay vì nhìn thấy một con đường mà họ cũng có thể bước đi, họ lại chỉ thấy một đỉnh núi cao vời vợi mà họ tin rằng mình không thể chinh phục. Nhận thức này bị bóp méo bởi sự bất an của chính họ, biến sự ngưỡng mộ thành oán giận và sự tôn trọng thành mong muốn nhìn thấy bạn bị lu mờ, chỉ để làm cho ánh sáng của chính họ có vẻ sáng hơn khi so sánh. Ghen tị, bạn đồng hành thân thiết của sự đố kỵ, vẽ nên một câu chuyện sai lệch về sự thiên vị và những lợi thế không đáng có trong cuộc sống của bạn. Nó coi thường những trận chiến bạn đã đơn độc vượt qua, những đêm dài bạn vật lộn với nỗi nghi ngờ bản thân và những hy sinh bạn đã dâng lên trên bàn thờ của sự trưởng thành. Khả năng phục hồi phi thường mà bạn thể hiện được tôi luyện từ việc đối mặt và vượt qua những thử thách, trở thành tấm gương phản chiếu những nỗi sợ hãi và sự tự ti của họ. Thay vì soi chiếu vào bên trong để thắp sáng ánh sáng của chính mình, họ lại tìm cách dập tắt ánh sáng của bạn, lầm tưởng rằng bằng cách đó họ sẽ trở nên nổi bật hơn. Chu kỳ đố kỵ và ghen tị này vừa là minh chứng cho ánh sáng rực rỡ mà bạn mang trong mình, vừa là thử thách trên con đường trưởng thành của bạn. Nó dạy bạn phân biệt thật giả, bảo vệ ánh sáng của bạn trong khi tiếp tục tỏa sáng, và hiểu rằng thước đo thực sự cho con đường của bạn không nằm ở những lời tán dương mà nằm ở những cuộc sống bạn đã chạm đến và những tâm hồn bạn đã đánh thức. Với sự thấu hiểu này, bạn chuyển hóa chất độc của sự phản bội thành liều thuốc trí tuệ, tiếp tục hành trình của mình không phải bằng sự oán hận mà bằng lòng trắc ẩn sâu sắc hơn đối với những yếu đuối của con người. Hãy để sự phản bội trở thành động lực để bạn tiếp tục tỏa sáng, mạnh mẽ hơn và sáng suốt hơn. Bởi vì thế giới này cần ánh sáng của bạn hơn bao giờ hết. Lý do thứ hai khiến sự phản bội tìm đến những người được chọn nằm ở sự hiểu lầm sâu sắc về ý định của họ. Bạn sinh ra từ ánh sáng và được giao một sứ mệnh lớn hơn nhiều so với những gì hầu hết mọi người có thể hiểu được. Điều hướng cõi trần này với một trái tim tràn đầy lòng tốt, sự đồng cảm và cam kết không ngừng nâng đỡ mọi tâm hồn bạn gặp gỡ. Tuy nhiên, chính sự cao quý và thuần khiết này thường bị hiểu sai. Đặc biệt là bởi những người không quen với sự hào phóng vô điều kiện như vậy. Đối với họ, sự cởi mở của bạn bị nhầm lẫn với sự ngây thơ, sự sẵn lòng giúp đỡ của bạn bị coi là điểm yếu cần khai thác. Trong một thế giới đánh đồng sức mạnh với sự cứng rắn và thành công với sự xảo quyệt, sự ấm áp và vị tha chân chính của những người được chọn có thể giống như một điều bất thường, một câu đố mà những người có ý định thấp kém hơn tìm cách giải quyết để có lợi cho họ. Họ chứng kiến những hành động tử tế của bạn, sự cho đi không ngừng của bạn, và thay vì nhìn thấy sức mạnh và lòng can đảm sâu sắc cần có để duy trì lòng trắc ẩn trong một thế giới đôi khi lạnh lùng, họ lại nhìn thấy một cơ hội mà họ tin rằng để lấy đi những gì không được cho đi một cách tự do, để thao túng thiện chí vì lợi ích cá nhân, và phản bội lòng tin mà không có gánh nặng tội lỗi. Sự hiểu sai về ý định của bạn này tạo ra một bóng đen trên con đường của bạn, một thử thách đối với quyết tâm và niềm tin của bạn vào lòng tốt vốn có của nhân loại. Tuy nhiên,
Chính trong thử thách này, sức mạnh thực sự của bạn mới được bộc lộ, bởi vì ngay cả khi đối mặt với sự phản bội, bạn vẫn tiếp tục tỏa ra tình yêu thương và lòng trắc ẩn, không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối mà là minh chứng cho sức mạnh to lớn của bạn. Khả năng duy trì lòng tốt trong một thế giới thường không tốt, cho đi mà không mong đợi sự đền đáp và yêu thương vô điều kiện là điều thực sự khiến bạn khác biệt. Đó là ngọn hải đăng của hy vọng trong bóng tối, một lời nhắc nhở rằng sức mạnh thực sự nằm ở sự tổn thương và cuối cùng, tình yêu là sức mạnh mạnh mẽ nhất trong tất cả. Lý do thứ ba dẫn đến sự phản bội chính là nỗi sợ hãi về những điều chưa biết mà những người được chọn khơi dậy trong lòng người khác. Hành trình của bạn, đầy can đảm và khác biệt, là một lời thách thức đối với những người tìm kiếm sự an toàn trong những điều quen thuộc. Bạn dám dấn thân vào vùng đất mới, bất chấp sự cám dỗ của sự phù hợp, và đáp lại tiếng gọi của một sự tồn tại cao hơn. Sự khác biệt này, dù là minh chứng cho sức mạnh và tầm nhìn của bạn, lại khiến những người khác e ngại, không dám nhìn xa hơn những gì họ đã biết. Cam kết kiên định của bạn đối với sự trưởng thành, khám phá những cõi chưa từng thấy và nói lên sự thật chưa được nói ra đóng vai trò như một tấm gương. Nó phản chiếu lại những giới hạn mà họ tự đặt ra cho mình. Sự phản chiếu này, dù là lời mời gọi đến sự mở rộng và phát triển, lại có thể vấp phải sự kháng cự, một phản ứng tự nhiên bắt nguồn từ nỗi sợ hãi sâu xa về những điều chưa biết. Ánh sáng bạn tỏa ra có thể là ngọn hải đăng của hy vọng cho một số người, nhưng đối với những người khác, nó lại là lời nhắc nhở về những xiềng xích vô hình mà họ đang mang. Trong bối cảnh này, sự phản bội trở thành một cơ chế phòng vệ sai lầm, một nỗ lực tuyệt vọng nhằm dập tắt làn sóng sợ hãi mà sự tồn tại của bạn khơi dậy. Họ tìm cách làm lu mờ ánh sáng của bạn, kéo bạn trở lại bóng tối, nơi họ cảm thấy an toàn hơn. Nhưng ngay cả khi đối mặt với sự phản bội, quyết tâm của bạn chỉ càng thêm mạnh mẽ. Bạn hiểu rằng con đường bạn đi không chỉ dành cho riêng bạn, mà còn cho sự thức tỉnh của cả nhân loại. Lòng can đảm dám khác biệt, thể hiện sự thay đổi mà bạn muốn thấy, chính là chất xúc tác cho sự chuyển hóa, một lời kêu gọi tất cả những ai dám ước mơ về một thế giới được tái sinh. Hành trình của bạn không chỉ là của riêng bạn, nó là ngọn hải đăng soi đường cho tất cả những ai khao khát thoát khỏi xiềng xích của nỗi sợ hãi và nắm lấy tiềm năng vô hạn nằm trong những điều chưa biết. Lý do thứ tư, đang xen chặt chẽ vào kết cấu của động lực quyền lực, thường làm lu mờ sự tương tác giữa những người được chọn và những người cảm thấy bị đe dọa bởi sự hiện diện của họ. Bên trong bạn ẩn chứa một tiềm năng không thể phủ nhận. Đó là một kho chứa sức mạnh và ảnh hưởng, khi được hiện thực hóa đầy đủ, có khả năng thay đổi mô hình và thách thức chính những nền tảng mà các cấu trúc quyền lực truyền thống đứng vững. Tiềm năng vốn có này trong bạn, mặc dù là ngọn hải đăng hy vọng cho nhiều người, nhưng có thể bị coi là mối đe dọa đối với những người có quyền lợi trong việc duy trì hiện trạng, giữ cán cân quyền lực nghiêng về phía mình. Trong mắt họ, sự thăng tiến của bạn không chỉ là minh chứng cho khả năng phục hồi và năng lực của bạn mà còn là điềm báo về sự thay đổi có thể làm sáng tỏ những sợi chỉ kiểm soát mà họ đã tỉ mỉ dệt nên. Do đó, hành trình của bạn hướng tới việc hiện thực hóa đầy đủ tiềm năng của mình trở thành một chiến trường không chỉ của sự phát triển cá nhân mà còn của những ý chí cạnh tranh, nơi sự phản bội được hoạch định không phải là mục đích tự thân mà là phương tiện để cắt cánh, trói buộc bạn xuống đất và ngăn cản sự thăng tiến của bạn. Những hành động phản bội này xuất phát từ mong muốn khẳng định sự thống trị hoặc duy trì lợi thế nhận thức, được sinh ra từ một nơi bất an, nỗi sợ trở nên lỗi thời khi đối mặt với sức mạnh đang phát triển của bạn. Họ phản bội không phải vì sức mạnh mà vì sự yếu đuối, một nỗ lực cuối cùng để níu kéo sự kiểm soát đang mờ dần trong một thế giới đang nhanh chóng thức tỉnh với sự thật về quyền lực được chia sẻ và tiềm năng tập thể. Tuy nhiên, khi nhận ra những động lực này là gì, bạn sẽ có thêm sức mạnh để vượt lên trên chúng, để xem những sự phản bội này không phải là trở ngại mà là sự khẳng định sức mạnh, ảnh hưởng và tiềm năng tạo ra sự thay đổi thực sự của bạn. Chúng trở thành những bước đệm thúc đẩy bạn tiến về phía trước trên con đường của mình, nhắc nhở bạn rằng ánh sáng mà bạn mang trong mình không chỉ dành cho sự hướng dẫn của riêng bạn mà còn là ngọn hải đăng cho tất cả những ai tìm cách điều hướng những cảnh quan quyền lực đang thay đổi hướng tới một thế giới công bằng hơn và giác ngộ hơn. Lý do thứ năm bắt nguồn từ mảnh đất đen tối của sự thất bại cá nhân và những kẽ hở mờ ám của sự bất an của con người. Là một người được chọn, bạn điều hướng cuộc sống với sự năng động và mục đích, soi sáng những khả năng biến đổi và siêu việt. Nhưng chính ánh sáng rực rỡ mà bạn mang theo đôi khi lại tạo ra những bóng đen dài trong trái tim của những người vẫn đang vật lộn với những con quỷ bên trong, những người vẫn chưa dám đối mặt với hành trình khám phá và chữa lành bản thân. Sự hiện diện của bạn, như một tấm gương soi, phản chiếu lại tiềm năng chưa được khai phá và những nỗi đau chưa được giải quyết của họ.
Đối mặt với sự thật này, một số người có thể dùng đến sự phản bội như một nỗ lực tuyệt vọng để che giấu sự hỗn loạn bên trong. Hành động phản bội này trở thành tấm gương phản chiếu những thất bại và bất an của chính họ, một sự phóng chiếu sai lầm về sự khó chịu mà họ trải qua khi có sự hiện diện của bạn. Thay vì nhận ra cơ hội phát triển và nội tâm mà tấm gương của bạn mang lại, họ nhìn thấy ở bạn hiện thân của tất cả những gì họ chưa đạt được, tất cả những gì họ có thể có nhưng đã bỏ lỡ. Sự khó chịu không bắt nguồn từ bất kỳ lỗi lầm nào của bạn, mà từ sự tương phản rõ rệt giữa con đường tự hiện thực hóa bản thân của bạn và sự trì trệ của họ. Bạn vô tình trở thành nơi tiếp nhận những thất vọng của họ, một vật tế thần cho những thiếu sót của họ. Tuy nhiên, sự phản bội này, dù dường như hướng về bạn, thực chất lại là tiếng kêu cứu phức tạp từ sâu thẳm con người họ, một biểu hiện của cuộc đấu tranh của họ với những bóng tối của chính mình. Bất chấp nỗi đau mà những sự phản bội như vậy có thể gây ra, chúng đóng vai trò như những lời nhắc nhở sâu sắc về sức mạnh biến đổi của lòng trắc ẩn và sự thấu hiểu. Chính sự đối đầu với sự phản bội này lại thúc đẩy bạn đi vào cõi sâu hơn của sự hiểu biết và trưởng thành. Mỗi hành vi lừa dối, dù là vết thương đối với tâm hồn, đều đóng vai trò như một thử thách, tôi luyện tinh thần của bạn và trau dồi khả năng phân biệt sự thật với sự giả dối của bạn. Bằng cách vượt qua những thử thách này, bạn không chỉ củng cố sức mạnh nội tâm mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho những người khác, soi đường cho họ trên hành trình tìm kiếm ánh sáng và sự thật. Nỗi đau của sự phản bội trở thành chất xúc tác cho sự biến đổi, thúc đẩy bạn đi sâu vào sâu thẳm con người mình, để neo niềm tin của bạn không phải vào thế giới bên ngoài mà vào nơi tôn nghiêm bên trong của trí tuệ và trực giác của bạn. Những người được chọn xuất hiện không phải yếu đuối mà mạnh mẽ hơn, lòng tốt và sự tin tưởng của họ không bị dập tắt mà được soi sáng với một sự rõ ràng mới mẻ. Hành trình của bạn vượt qua sự phản bội là một lời nhắc nhở sâu sắc về sức mạnh của khả năng phục hồi và bản chất bất khuất của ánh sáng giữa bóng tối, một minh chứng cho tinh thần bất khuất của những người đi trên con đường được chọn. Có một thời điểm quan trọng khi bạn nhận ra rằng người chữa lành sâu sắc nhất, nhà trị liệu trực quan nhất, không cư trú ở thế giới bên ngoài mà nằm trong nơi tôn nghiêm của chính con người bạn. Sự thức tỉnh này báo trước sự khởi đầu của hành trình tự chữa lành của bạn, nơi bạn trở thành kiến trúc sư của sự phục hồi của chính mình, là người có chủ quyền về sức khỏe của bạn. Con đường để trở thành người chữa lành cho chính mình được lát bằng những viên đá của sự tự lực, một sự theo đuổi không ngừng nghỉ về sức khỏe tinh thần và thể chất đòi hỏi sự giao hòa sâu sắc với bản thân bên trong. Nó kêu gọi một cam kết kiên định đối với sự hướng nội, để khám phá các lớp đau đớn và sợ hãi đã được dệt thành kết cấu của con người bạn, và nhẹ nhàng, yêu thương tháo gỡ chúng. Hành trình này được củng cố bằng những thực hành nuôi dưỡng cả thể xác lẫn tinh thần. Từ sự tĩnh lặng của thiền định đến sức sống của vận động thể chất, mỗi hành động là minh chứng cho sự cống hiến của bạn cho việc chăm sóc bản thân. Việc sức dầu trong quá trình chữa bệnh mang một ý nghĩa tượng trưng vượt ra ngoài hành động bôi dầu hoặc thuốc mỡ đơn thuần. Đó là một nghi lễ thánh hiến, một tuyên bố về ý định của bạn để làm sạch không chỉ hình thức vật chất mà còn cả bản chất thanh tao của con người bạn. Hành động thiêng liêng này đóng vai trò như một lời nhắc nhở về giá trị vốn có của bạn đối với sức khỏe và hạnh phúc, một sự khẳng định hữu hình về cam kết của bạn trong việc đòi lại sự toàn vẹn của mình. Khi bạn bước đi trên con đường tự chữa lành này, bạn sẽ thể hiện khả năng phục hồi và lòng can đảm đã xác định tinh thần con người. Mỗi bước đi, mỗi hành động chăm sóc bản thân là một sự nổi loạn chống lại bóng tối, một ngọn hải đăng dẫn bạn trở về với chính mình. Khi trở thành người chữa lành cho chính mình, bạn không chỉ khôi phục sức khỏe của mình mà còn khám phá lại sức mạnh và trí tuệ vô biên luôn tồn tại bên trong bạn, chờ được đánh thức. Điều hướng mê cung của sự tồn tại với tư cách là một người được chọn đòi hỏi một điều nhảy tinh tế giữa việc tỏa sáng ánh sáng vốn có của bạn và bảo vệ chính bản chất đó khỏi những kẻ có thể tìm cách làm lu mờ nó thông qua sự phản bội. Để sống trọn vẹn nhưng thận trọng, đòi hỏi phải thành thạo sự cân bằng, hiểu rõ khi nào nên bước vào ánh đèn sân khấu và khi nào nên hòa mình vào bóng tối. Việc giữ một hồ sơ kín đáo không xuất phát từ sự sợ hãi, mà từ mong muốn chiến lược để bảo vệ năng lượng và sứ mệnh của bạn. Đó là về việc lựa chọn một cách khôn ngoan những thời điểm để bộc lộ sự sáng chói của bạn, hiểu rằng không phải nền tảng nào cũng xứng đáng với sự thật của bạn, không phải khán giả nào cũng sẵn sàng chứng kiến sự biến đổi của bạn. Sự thận trọng này cho phép bạn bảo toàn sức mạnh, phân bổ nguồn lực một cách hợp lý, đảm bảo rằng khi bạn bước tới, đó là với mục đích và tác động. Trong lĩnh vực các mối quan hệ, sự thận trọng trở thành đồng minh của bạn. Hành trình của một người được chọn thường đầy rẫy những tàn dư của các mối liên hệ được tạo dựng một cách vội vàng hoặc dưới ảo tưởng về sự hiểu biết lẫn nhau. Để điều hướng địa hình này,
Sự kiên nhẫn trở thành la bàn của bạn, hướng dẫn bạn hình thành các mối quan hệ không phải vì cô đơn hay háo hức, mà từ một nơi tôn trọng lẫn nhau và công nhận tâm hồn. Sự kiên nhẫn này không bị động mà chủ động sâu sắc, một sự quan sát thận trọng về ý định và năng lượng, đảm bảo rằng những người bạn thu hút gần gũi là những người cộng hưởng với chiều sâu hành trình của bạn. Trên hết, con đường của người được chọn được đánh dấu bằng sự khôn ngoan không vội vàng lao vào các tình huống, bất kể sức hấp dẫn bên ngoài của chúng. Sự kiềm chế này không phải xuất phát từ nỗi sợ hãi, mà từ sự hiểu biết sâu sắc về thời gian và sự sẵn sàng, một niềm tin vào sự mở ra của các sự kiện phù hợp với một kế hoạch cao hơn. Khi đón nhận sự kiên nhẫn này, bạn đảm bảo rằng mỗi bước đi đều dựa trên mục đích, mỗi mối quan hệ được hình thành là một trụ cột hỗ trợ và ánh sáng của bạn vẫn không bị mờ đi, hướng dẫn bạn vượt qua cuộc sống bằng sự duyên dáng và sức mạnh. Việc nuôi dưỡng sức khỏe thể chất và ánh sáng bên trong là vô cùng quan trọng, một sự phản ánh về sự liên kết sâu sắc giữa bản chất tâm linh và thể chất của bạn. Sự cộng sinh giữa sức khỏe và sức sống này tìm thấy một đồng minh mạnh mẽ trong sự hào phóng của thiên nhiên. Rêu biển và collagen xuất hiện không chỉ như những chất bổ sung mà còn là những chất dinh dưỡng thiêng liêng tôn vinh ngôi đền cơ thể của bạn. Rêu biển, với nguồn khoáng chất phong phú, phản ánh chiều sâu của trí tuệ đại dương, truyền vào con người bạn sự kiên cường và sức mạnh. Collagen, khối xây dựng nên bình chứa vật chất của bạn, hoạt động như một cầu nối, kết nối sức mạnh với sự duyên dáng, đảm bảo rằng sự rạng rỡ bên ngoài của bạn phản chiếu ánh sáng của tâm hồn bạn. Tuy nhiên, con đường của bạn đòi hỏi nhiều hơn là sự nuôi dưỡng thể chất đơn thuần. Nó tìm kiếm sự nuôi dưỡng của trí tuệ và sự hướng dẫn của những người đã đi qua những con đường phức tạp của người được chọn. Chính tại đây, trong nội dung độc quyền, bạn được mời đi sâu hơn, kết nối với bản chất chắt lọc của những hiểu biết khó khăn và những bài học kinh nghiệm. Lời mời này không phải là lời kêu gọi sự thụ động mà là sự tham gia tích cực, một cơ hội để đan xen trí tuệ của người xưa với kiến thức của hiện tại, tạo ra một tấm thảm hiểu biết hỗ trợ hành trình của bạn hướng tới sự tự nhận thức và phục vụ. Tham gia vào hành trình này, bạn không chỉ là người nhận thụ động mà còn là người tham gia tích cực vào thuật giả kim của sự biến đổi, biến kim loại cơ bản của sự tồn tại hàng ngày thành vàng của cuộc sống giác ngộ. Sự tham gia này là một ngọn hải đăng, hướng dẫn bạn đến những thực hành, hiểu biết sâu sắc và cộng đồng cộng hưởng với những tần số cao nhất của con người bạn, đảm bảo rằng khi bạn bước đi trên con đường của người được chọn, bạn làm như vậy với một cơ thể được củng cố, một tinh thần được nuôi dưỡng và một trái tim rộng mở với những khả năng vô hạn của sự trưởng thành và khỏe mạnh. Khả năng phục hồi và sức mạnh không chỉ là những đặc điểm mà còn là những nguyên lý thiêng liêng, những ánh sáng dẫn đường soi đường qua bóng tối và sự không chắc chắn. Hành trình của bạn được đánh dấu bằng những thử thách và chiến thắng, sự cô độc và đoàn kết là minh chứng cho tinh thần bất khuất bên trong bạn, một tinh thần được rèn giũa trong thử thách của lửa, nhưng vẫn không hề hấn gì, tỏa sáng với trí tuệ của thời đại. Khi bạn đứng ở ngã tư của số phận và khát vọng, hãy nhớ rằng bản chất của hành trình của bạn không nằm ở những điểm đến đã đạt được mà nằm ở trí tuệ thu thập được, trái tim được chạm đến và tâm hồn được đánh thức. Sau đó, hãy tập trung vào việc nuôi dưỡng khu vườn của chính mình, chăm sóc những vết thương bằng thuốc mỡ tự chữa lành và tưới nước cho hạt giống tiềm năng của bạn bằng thuốc tiên của sự phát triển cá nhân. Trong sự tu dưỡng này, hãy để niềm tin là la bàn của bạn, hướng dẫn bạn vượt qua màn sương của sự nghi ngờ và bão tố của sự tuyệt vọng, dẫn bạn đến ánh sáng của sự hiểu biết và hơi ấm của tình yêu thiêng liêng. Hãy để bức thư này đóng vai trò như một ngọn hải đăng, một lời nhắc nhở hãy đặt Chúa lên hàng đầu trong hành trình của bạn, để neo những hành động của bạn vào trí tuệ của thần thánh. Vì chính trong việc liên kết với quyền năng cao hơn này mà bạn mới mở khóa được toàn bộ tiềm năng của mình, bạn không chỉ biến đổi thực tại của chính mình mà còn cả kết cấu của ý thức tập thể. Khi bạn tiếp tục hành trình của mình, hãy nhớ rằng bạn không đơn độc. Dấu chân bên cạnh bạn thuộc về những người bạn đồng hành, những người có cùng chí hướng chia sẻ nhiệm vụ tìm kiếm sự giác ngộ và phục vụ của bạn, chia sẻ câu chuyện, hiểu biết sâu sắc và ánh sáng của bạn với họ, vì khi chia sẻ, bạn sẽ khuếch đại tác động của hành trình của mình, tạo nên một sự chuyển hóa trải dài khắp vũ trụ. Nếu bạn thấy video này hữu ích và cộng hưởng với những chia sẻ của tôi, hãy dành một giây để nhấn nút thích. Điều này không chỉ giúp tôi biết rằng bạn thích nội dung mà còn giúp video tiếp cận được nhiều người hơn, lan tỏa thông điệp tích cực đến cộng đồng. Chia sẻ video này với bạn bè và gia đình, đặc biệt là những người có thể đang cảm thấy cô đơn trên hành trình tâm linh của họ. Hãy để họ biết rằng họ không đơn độc và có một cộng đồng những người thấu hiểu đang chờ đón họ. Và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong tương lai.
chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những khía cạnh sâu sắc hơn của tâm linh, chia sẻ những trải nghiệm và cùng nhau phát triển. Nếu bạn muốn hỗ trợ tôi tiếp tục tạo ra những nội dung giá trị như thế này, hãy cân nhắc tham gia hội viên. Sự đóng góp của bạn sẽ giúp tôi duy trì kênh và mang đến cho bạn nhiều nội dung chất lượng hơn nữa. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và đồng hành cùng tôi trên hành trình này. Hãy nhớ rằng, bạn không bao giờ đơn độc. Chúng ta là một cộng đồng, cùng nhau chia sẻ, thấu hiểu và phát triển.